Chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với cái chủ đề âm thanh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái cách kiểm tra loa khi loa nó bị trục trặc. Một là loa nó không kêu, hai là loa nó bị rè. Thì khi mọi người đã xác định chắc chắn là do loa, tức là ở bên âm ly hoặc là bên cục đẩy nó bình thường đấy, không vấn đề gì ấy, thì mọi người tiến hành kiểm tra rất đơn giản. Trước khi tháo bát ra thì mọi người kiểm tra từ bên ngoài vào. Thì đầu ở đây mình có một cái chuẩn bị một cái cục sạc điện thoại 5V. Thì vì là mình chỉ chia sẻ với các bạn không phải thợ, có thể tự kiểm tra được cái loa của gia đình mình. Còn thợ thì các bác đi qua thì có thể chia sẻ chút kinh nghiệm cho mình. Đầu tiên mọi người có cái cục sạc 5V này, vì là cái nguồn DC đó thì nên là mình chỉ dùng được cái nguồn tầm 5V trở lại thôi, không thì nó sẽ gây hỏng loa khi mình kiểm tra. Cái nguồn ấy thường thường thì nếu mà người ta làm dây đỏ thì đỏ là dương mà đen là âm hoặc là trắng là âm, mà ở đây thì có hai dây thôi, thì dây trắng dây đen. Dây đen của mình ở đây là dây âm và dây trắng là dây dương. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái loa. Ở đây mình dùng loa còn sống nha mọi người. Thì ở đây mình đã câu dây vào sẵn ở hai cái chân jack đằng sau của loa rồi. Dây màu đỏ thì nó vào dây trắng trắng của mình, còn dây xanh thì nó vào cái cọc đen ấy, vào dây xanh. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra từ ngoài vào, tức là mình sẽ cho cái nguồn DC vào cái dây này của mình. Lúc nãy thì cái nguồn âm thì mình cho vào, tức là cái cọc đen của loa mình cho vào dây xanh, và dây xám còn lại nó là nguồn dương. Và để kiểm tra đúng âm dương hay chưa, kể cả loa của các bạn treo trên tường, các bạn không cần tháo ra, nó mất thời gian, thì mình sẽ dùng cái nguồn DC này. Mà dây âm ấy, nguồn âm thì mình câu vào dây âm cọc âm cọc đen ở đằng sau loa đấy. Thì nếu mà khi mọi người đấu đúng vào ấy, đúng âm và âm và dương đấy, thì cái loa nó sẽ đẩy ra nha. Mình sẽ thử cho mọi người xem này. Đấy, loa đẩy ra như vậy. Vì là nguồn DC nên mọi người không được sử dụng nguồn cao nha, nó có thể gây hỏng loa đấy, nó làm hỏng loa. Bởi vì cái nguồn một chiều này nó chỉ đẩy ra thôi, chứ nó không rút, nó không hút vào như kiểu cái nguồn xoay chiều. Nguồn xoay chiều mọi người có thể dùng cái nguồn 10V, 12V. Nhưng nguồn một chiều thì khuyên mọi người nên dùng cái nguồn 5V thôi, 5V trở lại thôi. Đấy, mọi người xem lại nha. Âm và âm, dương và dương. Thì nếu mà đấu đúng rồi, tức là mình xác định rằng phân tần trong kia không còn sai nữa nha. Dương và dương thì cái loa nó sẽ đẩy ra này, gân loa đẩy ra này. Đấy. Trong trường hợp ngược lại, mình ví dụ ngược lại như này, tức là âm và dương, tức là nguồn âm mình cấp vào phần dương đấy, thì cái gân loa này sẽ hút vào. Đấy. Đấy. Đấy, mọi người thấy rõ không? Tức là như vậy thì mình xác định rằng cái loa là nó đấu chính xác âm dương chưa. Trong trường hợp nó đấu ngược ấy thì hai chiếc loa nó kêu sẽ khác nhau. Chiếc đấu chuẩn đấu đúng đấy thì nối chính xác thì nó sẽ kêu to hơn, âm rõ ràng hơn. Còn cái trường hợp mình đấu ngược lại thì cái bát nó sẽ yếu hơn, tiếng nó đánh nó không thoát. Khi đã xác định được cái loa của mình nó bị ngược thì mọi người có thể một là tháo ra đảo lại dây trong phân tần, hai là mình sẽ đấu ngược lại cái đường vào ở đằng sau loa, thế thôi. Còn trong trường hợp mà nếu mà loa bị chết, trường hợp loa bị chết thì mọi người sẽ tháo dần từng bước. Mọi người sẽ tháo cái ba loa này ra.
Rồi. Khi là tháo cái bát loa này ra ấy, thì mình cũng phải dùng đến cái nguồn DC này. Vì mình chỉ chia sẻ với các bạn là gọi là thích vọc vạch, không phải thợ thôi nha. Còn nếu các bác thợ thì mình không dám qua mặt. Không có cái, vì không có cái đồ nghề chuyên nghiệp ấy, nếu thợ thì người ta có đồng hồ, còn mình không có đồng hồ đo thì mình dùng cái nguồn DC 5V này thôi. Đấy, mình lại thử lại cái cách lúc nãy mình chỉ mọi người, đó là cái việc mình thử âm dương nó đúng chưa. Vì cái loa của mình đây vẫn là loa mới, trong cái trường hợp nó còn sống. Đây, ở đây đây họ ký hiệu dương của mình, nó là bên tay trái của mình nhìn đối diện, thì mình sẽ đấu đúng dương, âm dương vào thì mọi người xem nó lần này nó rõ hơn. Khi mình cấp nguồn vào đấy, dương và dương thì nó sẽ đẩy lên đấy. Còn trường hợp loa nó chết thì nó sẽ không có hiệu, không có một phản ứng gì nữa. Bây giờ mình đấu ngược lại này. Âm và dương, dương và âm, nó sẽ hút vào như vậy. Đấy, mọi người kiểm tra như vậy có thể biết được cái việc loa mình nó đấu chính xác chưa, để cái âm thanh nó phát ra được tốt nhất. Trong cái trường hợp loa nó chết thì mọi người có thể thử như này. Trường hợp khi mọi người mà đấu và loa nó không kêu nữa thì ở đây nó có hai cái râu. Nhưng đầu tiên thì mọi người có thể dùng tay, nếu mà quen có thể dùng 3 ngón, mà không thì dùng 4 ngón cũng được, 4 ngón cho chắc ăn. Thì mọi người để cho nó cân 4 góc này, mọi người ấn nhẹ xuống. Trường hợp nó vẫn còn êm, chưa có tiếng sột sạt gì đấy, thì khả năng cao là vẫn còn sống. Nhưng mà một là nó đứt râu, hai là nó sẽ đứt dây đồng ở ngay hai cái vị trí này thôi. Mọi người sẽ thử như này, dùng cái nguồn này cấp vào trong phần trong cùng của cái râu loa này. Đấy, trường hợp nó còn kêu được, tức là mà đấu vào ngoài này nó lại không kêu. Ví dụ vậy, ví dụ trường hợp mà nó đấu vào ngoài này nó không kêu, vào hai cái cọc này không kêu, nhưng đấu vào trong này nó lại kêu, tức là cái phần râu loa này nó tiếp không tốt nữa, nó có một cái đoạn nó sẽ bị gãy, nó đứt ấy, đứt nhưng đứt ngầm thôi, tiếp không tốt chứ không phải là đứt thẳng ra như mọi người có thể thấy được như cái đoạn mình cắt ra vậy, tức là mình thay cái râu này đi là ok. Còn trường hợp đấu vào trong vị trí trong cùng của cái râu này mà còn không có cái tiếng gì nữa ấy, thì mọi người phải dùng cái xăng, xăng để mọi người đổ vào đây. Còn dùng cái nước chuyên nghiệp thì mọi người có thể dùng cái nước acetone, nước rửa mạch để mọi người gỡ cái núm này ra. Đổ vào, đổ nước, đổ xăng vào đây khoảng 10 phút để nó keo nó bở ra. Mình sẽ dùng cái dao cắt móng tay ấy, thì hoặc là bất cứ một cái thiết bị gì nó mỏng hay dao ra giấy thì mọi người sẽ nhẹ nhàng tháo cái núm này ra và kiểm tra ở phần trong này. Hôm nay thì mình chỉ chia sẻ về cách kiểm tra âm dương của loa, xác định loa sống chết thôi. Còn ngày hôm sau thì mình sẽ làm về cái việc mình thay côn loa. Khi mình đã xác định rằng cái loa nó bị chết thì mình sẽ thay côn, thay theo kiểu đơn giản thôi. Đấy, như mình còn chưa nói hết cái phần lúc nãy, khi nếu trường hợp cái loa nó vẫn kêu nhưng nó bị rè, nghe nó bị rè thì xác định là nó bị cọ côn rồi. Trường hợp côn còn tốt thì mình sẽ cân lại, mà còn nếu mà côn không tốt thì mình sẽ thay côn. Thì ngày hôm sau thì mình sẽ làm video về phần thay côn theo cách đơn giản thôi. Thì loa còn ngon để mình thay ấy. Rồi, cái trường hợp nó bị rè thì mọi người ấn, khi dùng 4 ngón thì mình ấn đều xuống thì chắc chắn nó sẽ bị cọ. Tức là mọi người sẽ nghe được cái tiếng nó kêu sột sột trong phần giữa này ấy. Tức là cái côn loa nó chạm vào cái lõi từ ở trong.
hoặc là trường hợp nó sổ côn. Thì mọi người khi mình tăng nhiều âm bát mà mình giảm tép đi thì tiếng nó ra nó sẽ không rõ ràng, nó có pha thêm cái tiếng lọc cọc ở trong loa. Đó. Đấy, chào mọi người nha. Thì hôm sau mình sẽ làm về cái phần mình thay côn loa. Nay mình chỉ chia sẻ cách để mình kiểm tra loa mình còn sống hay chết, nó cháy như nào. Cái trường hợp mà mọi người ấn vào không còn ấn được nữa mà cứng đơ ấy, thì xác định là loa của các bạn đã chết rồi. Đấy. Vì nó cháy thì cái côn của nó bị rã ra. Nó sổ côn ra thì cái côn nó sẽ chạm vào bên ngoài. Là tốt nhất là lúc đấy đừng cắm âm ly hay đẩy gì vào nữa. Cái trường hợp thì nó sẽ làm hỏng âm ly nếu mà nó chưa cháy đứt cái dây trong này ấy. Đấy. Khi mà ấn vào vẫn còn cảm thấy nó êm, chưa có tiếng sột soạt, khả năng cao là chỉ đứt cái dây ở phần này thôi, một trong hai bên này. Khi các bạn hàn lại và đổ keo ngon lành lại vẫn dùng bình thường, loa vẫn zin. Còn cái trường hợp mà nó kêu sột soạt thì có thể mình cân lại được thì cân, mà còn không thì mình phải thay côn thôi. Đấy, rất đơn giản để kiểm tra loa sống chết như nào thì dễ dàng. Trường hợp mọi người không dùng cái dây nguồn 5V như mình này, mọi người có thể lấy pin điều khiển ra mình thử, vì nhà nào bây giờ cũng có điều khiển hết cả. Còn sạc điện thoại nhiều khi là không có để cắt ra. Đang có ngon để đi cắt cái sạc điện thoại đúng không? Thì mọi người có thể dùng cái pin điều khiển, dùng hai chiếc cho nó, hai chiếc là 3V nhìn cho nó rõ, còn 1V 5 thì mọi người có thể khó nhận thấy bởi vì cái điện nó hơi yếu. Bye mọi người.